Hôm nay em sẽ làm video để test cho mọi người về cách trồng sen đá ở ba loại chất đất khác nhau. Ví dụ một cái loại là đất là chuyên trồng cho sen đá, trộn rất nhiều giá thể, há phơ lai rồi sỏi các thứ. Một là cái thứ hai là mình trồng bằng giá thể là phun đá, là phun đá Masato. Đấy. Thì có những video là bên Trung họ trồng phun cái đá này thì cây phát triển rất tốt, nên hôm nay em sẽ test ở Lam xem nó sẽ như thế nào. Và cái thứ ba đây là cái đất thịt. Đấy, đất thịt này là cái đất mua bao sẵn. Đấy, trong bao là chuyên để trồng rau các thứ, cái loại 10 cân ấy. Cái loại 10 cân một bịch mà giá rất là rẻ. Đấy. Thì mình cùng test ba cái này xem là cái phát triển của nó như thế nào. Thì hiện tại thì nguyên liệu của mình có là ba chậu đất lung này, ba chậu đất lung như nhau này, và ba cây sỏi. Ba cây sỏi là cũng như nhau, đều ươm là cho đã ra rễ mới hết rồi, cả ba cây. Nên là ba cây này sẽ như nhau, độ khỏe độ già như nhau. Thì bây giờ em cùng trồng và xem kết quả sau một thời gian nó sẽ như thế nào. Trước tiên là mình sẽ trồng bằng đất chuyên trồng cho sen. Đây em cũng chuẩn bị một ít phân. Trộn thêm một lát. Trồng thì mình cũng sẽ trồng như bình thường thôi. Thì đây là một trong cái bãi đất mà mọi người vẫn hay dùng. Đấy. Theo các chuyên gia nhiều lâu năm đã tìm hiểu và nghiên cứu về cách thuần. Đấy, thì thường thì vào cái thời tiết miền Bắc bây giờ ấy, thì làm sao mình cho cây nó thoát nước càng nhanh càng tốt, thì nên em chọn cái chậu đất lung này. Chậu đất lung này nó không được đẹp lắm, nhưng mà đối với cả những cây mà mình trồng vào mùa hè ấy, đấy thì cực kỳ là tốt. Còn ví dụ mùa đông thì mình trồng chậu nào cũng được. Đấy, hoặc là mình khi mà mình trồng mùa đông chậu sứ thì đến mùa hè cây nó đã khỏe rồi ấy, thì cũng ok. Đấy. Tiếp theo là đấy là phun đá. Phun đá thì phải lót thêm một cái gì đấy ở dưới đây, bởi vì nó đang đá nó đang nhỏ hơn cái lỗ. Đây. Thêm một ít phân. Biết đâu đấy là đây là nó lại là một cái cách mà có thể giúp cho cây sen nó phát triển tốt, lên màu đẹp mà chưa ai thử, chưa ai ở Việt Nam. Em chưa thấy video là của Việt Nam trồng phun đá này. Phun đá Masato. Thì trồng đá thì nó dễ, rất là nhanh. Ưu điểm của
nó là thoát nước cũng cực kỳ tốt. Khi mình tưới cái thì là nó dọc luôn. Thì em nghĩ là cái cách này nó cũng khá là hợp lý. Vì tuy nhiên đá thì nó sẽ không nhiều dưỡng chất bằng đất. Nhưng ngược lại thì mình cũng đã trộn thêm phân rồi. Thì em nghĩ là cái cách này nó cũng khá là ổn. Và mình đỡ phải đau đầu là mua loại đất gì, trộn các thứ, trộn những cái gì. Đấy, mình phải mua luôn đá, trộn luôn. Đấy, và cái thứ ba đây là mình trồng nguyên đất thịt. Đấy, nguyên đất thịt. Cái bao trong cái đất thịt này thì nó cũng có một ít chấu, vỏ chấu, củ hoai mục. Đấy. Phân tan chậm, phân này là phân tan chậm. Trồng cây đẹp nhất luôn. Thì sau quá trình trồng thì ví dụ như là trong vòng một tuần đầu, hai tuần, rồi một tháng thì em sẽ quay kết quả cho mọi người. Vì đất thịt này nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó, chứ không phải là nó không có ưu điểm. Thì tất cả mình cũng vẫn giải đá mặt. Giải đá mặt này nó giúp đỡ trôi đất và một phần nó cũng cung cấp thêm một ít khoáng chất. Trong đá này nó cũng có khoáng chất. Và khi tưới thì đất nó cũng bị trôi. Và ở cái đá Masato này thì nó có một đặc điểm là khi mà nó khô, đất nó khô rồi đấy, thì đá nó sẽ màu trắng. Đá màu trắng. Còn đây là nó hơi có độ ẩm một tí, màu nó hơi sậm. Em sẽ đây. Đấy, thế là xong. Cái này thì nó phun đá rồi thì mình không cần phải giải nhé. Đây, mình giải như thế này. Thì cái chậu này giá thể nó xốp thì nó sẽ rất là nhẹ. Còn hai chậu này thì bê thì nó rất là đàm tay. Mọi người cùng đợi kết quả nhé. Hôm nay là tròn 20 ngày mình làm thí nghiệm trồng 3 cây sen đá ở 3 loại đất khác nhau. Đấy, thì hôm nay là đã được 20 ngày. Thì đây là chậu trồng đất thịt này. Đấy, đây là trồng trồng với cả giá thể. Còn đây là trồng phun với cả đá Masato. Thì mọi người có thể thấy là cái cây trồng đất thịt ấy, thì mặc dù là trời mưa rất nhiều nhưng mà cây nó vẫn bị nhăn lá này. Đấy, vẫn bị nhăn lá và cây bắt đầu phun rễ ra ở những cái cành này, chứng tỏ là cái rễ ở bên dưới nó không hút được nhiều nước nên là cây phải mọc thêm rễ ở bên trên. Đấy, còn đối với cả cây mà trồng bằng giá thể thì nói chung là cũng ok. Đấy, là ok, cũng đã hút được nước, và không mọc rễ ở bên trên. Tuy nhiên thì so sánh với cả cây trồng với cả đá phun Masato thì có lẽ là cái đá phun Masato sẽ cây phát triển tốt hơn và lấy lại được phấn nhanh hơn, cánh rất căng, màu lên đẹp. Đấy,
Thì theo đánh giá của mình thì trong ba loại này thì có vẻ là cái đá Masato đang trồng full Masato thì đang đang có ưu thế hơn. Thì mình sẽ thử bỏ rễ của ba cái chậu này ra xem thế nào nhé. Xem liệu cái bên trong của nó phát triển như nào. Đầu tiên là cái chậu là trồng full Masato này. Full Thí nghiệm rễ ướp cây cảnh làm. đến ngày hôm nay là 20 ngày, chính xác là 21 ngày. Đấy, các bạn để thấy là rễ nó đã ăn cũng khá là chặt rồi. Đấy. Khá là nhiều rễ. Có vẻ với giá thể này thì nó khá là thông thoáng nên là dễ phát triển khá là nhanh. Mình sẽ cố gắng lấy nước để có thể lấy được toàn bộ cái rễ bên trong để cho mọi người xem. Đây, các bạn có thể thấy là đã mọc rễ rất là nhiều. Đây. Đấy, trong quá trình lấy thì nó cũng bị một số cái rễ nó bị đứt. Đây thì đây là bộ rễ của trồng đá này. Mình sẽ để đây này. Mình sẽ để trên đây này. Đấy. Bây giờ mình cùng xem cái giá thể mà đất. Đây cái giá thể này là đất trộn này. Đất trộn chuyên cho sen đá. Thì mọi người có thể quan sát là cái rễ của nó không không bị ăn lên trên, tức là cái độ thoáng của nó cũng khá là tốt nên là nó chỉ phát triển rễ bên dưới thôi. Cái này thì cũng có vẻ là rễ cũng phát triển khá là ác. Đấy. Đấy. Đây sẽ cũng ăn được ra tận ngoài này đây. Đấy. Dễ. Đấy, mọi người nhìn thấy dễ. Đấy. Bây giờ mình gỡ tiếp cái giá thể là trồng đất thịt nhé. Giá thể này là trồng đất thịt. Đấy, các bạn thấy là có lẽ là do nó không hút được nước nên là cái rễ nó bắt đầu mọc ở bên trên này. Thì có cả cái đất thịt này thì nó khá là bí. Đấy, nó khá là bí và lèn chắc nên là cây cây bị khó hút được nước nên buộc nó phải dễ phát triển bên trên để nó hút thêm nước. Đây thì nó cũng bị đứt rễ. Nên nói chung là rễ thì cũng phát triển cũng được cũng ác đấy. Đấy. Thì bạn thấy là đây là kết quả của ba chậu sau khi mà trồng trong 21 ngày đấy.
thì cái này nó cũng phát triển dễ này. Chung về đánh giá về cơ bản thì dễ có vẻ phát triển ngang ngang nhau. Nhưng mà ba cái này thì cái này nó vẫn có vẻ là nó bị thiếu nước nên nó phải phát triển bên trên. Mặc dù mưa rất nhiều, đây cánh thì nó lại bị quắt. Đấy. Đấy. Còn cây này thì trồng giá thể thì ok này, ok này. Đấy. Đấy. Đặc biệt là kết quả rất là bất ngờ khi mà trồng phun Masato thì cây lên màu lại rất nhanh. Đấy. Cây lên màu lại rất nhanh. Theo bạn thì bạn thích cái nào hơn?